Dạ thư sư con là người rất mến mộ ngài chân cha và rất thích nghe pháp, nghe các quyển sách được dịch tại Việt Nam về ngài. Sư có nói một số sai lầm trong dịch thuật trong các quyển sách đó, sư có thể giúp con được rõ chỗ nào cần xem lại và nên hiểu thế nào đúng chánh pháp để tránh lầm lạc. Là... À, cái việc mà sư phát hiện những cái chỗ um, dịch sai mà họ cố tình họ nhồi nhét vào, cái chuyện đó cách đây đã nhiều năm rồi mà bây giờ quý vị đầu sư nhớ lại thì nó thiệt là vì làm sao mà sư nhớ à, hơn nữa sư cũng tránh cái chuyện là vô đủ cả nắm đương nhiên là sư tin không là có không? có những cái bản dịch họ vẫn dịch là đúng nhưng mà sẽ đâu đó có những bản dịch mà họ dịch sai và mình chết là chết ở những cái chỗ dịch sai chứ mình không có chết ở cái chỗ dịch đúng thành ra cái lời khuyên của sư là như thế này khi mà mình cầm một cái quyển sách ngã tranh cha tra lên mình nên có một cái bản gốc tiếng anh ở kế bên rồi khi mà quý vị thấy cái chỗ nào mà nó tâm đắc nha tâm đắc có vấn đề hoặc không có vấn đề mà quý vị ấn tượng À, làm ơn làm phước mở ra cái bản gốc coi nó nằm ở chỗ nào Còn quý vị nói là quý vị uh, dốt tiếng Anh Nha quý vị dốt tiếng Anh Thì làm ơn à, Thôi đừng đụng vô Ít nhất bây giờ như là có cái uh, Google dịch à, Sư thì sư không dám nói được cái Google dịch nó dịch chính xác Nhưng ít nhất cái nó làm được một chuyện như thế này là cái chỗ đó có hay là không. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thường á cái người à, họ dịch mà họ cố tình họ thêm cái tư kiến cá nhân của họ thì cái đoạn đó nó không có ở trong cái bản gốc. Quý vị chỉ cần dò thôi. Là cái đoạn đó có trong bản gốc hay không? không sư không cần quý vị phải ngồi dịch luôn cả một cái quyển tiếng Anh hay là đọc cả cái bản tiếng Anh để mà hiểu Sư không cần nhưng mà một số chỗ mà quý vị nghi ngờ đó ngó vô trong cái bản đối chiếu với bản tiếng Anh coi nó nằm ở cái đoạn nào và có cái câu đó hay không thì nó cũng giúp được quý vị rất là nhiều rồi nha yeah. chứ còn mà cái gì cũng không có hết thì thôi tốt nhất là đừng có đụng vô. Đây. À đây quý vị không biết chỗ nào sai chỗ nào đúng mà tại vì quý vị cứ ôm cái cuốn ngày thanh tra không <laughs> quý vị học giáo lý cho dưỡng vàng đi quý vị đọc sách quý vị thấy sai à? thấy chỗ nào bị bị bớt à không quay sau sự hình thể thấy được chỗ đó sai chỗ đó bị thêm tại vì cái căn cơ quý vị về giáo lý nó kém quá rồi mình cứ ôm cuốn sách của ngài tất nhiên ở đây mà chúng tôi không có cản quý vị là lấy cái cuốn sách của Ngài trình tra để mà chiêm nghiệm để mà học nhưng mà nó không phải là tất cả mình ngoài đó ra mình không phải chỉ đọc ví dụ như chúng tôi tôi đọc đâu riêng sách ngài Trần tra các ngài khác đọc hết nó không phải là có thể mình mến mộ ngài quá nhưng mà nhưng mà nó nền tảng vô lý, lý mình phải có đôi khi mình đọc rồi, mình không hiểu có những chỗ Trần tra dưới cái cuốn mặt của tính lặng đọc không có hiểu đâu nhưng mà anh trái, có những cái câu rất là tuyệt vời còn á cái chuyện mà cái cái bản dịch nó nó nó, trật á nó có ba trường hợp nè cái thứ nhất là do hai bản dịch hai bản dịch thứ nhất là sao những bản dịch trước 76 sáu tám sáu vậy đó hai móc này sẽ quên nha bảy sáu tám sáu vậy đó thì trước hai thời điểm đó chứ sau thời điểm đó nó là cái ngôn ngữ nó nó có khác đi là tại vì sao trước thời điểm đó đó Phật giáo Nguyên Thủy mới về Việt Nam cho nên cái ngôn ngữ nó chưa có cho thống nhất cho nên mỗi người dịch nó mỗi nó khác đi chút xíu tới năm 86 76 gì đó Hòa Thượng Tịnh Sự về Việt Nam mới bắt đầu chấn chỉnh lại và đưa những cái ngôn ngữ uh, danh từ riêng đó và về Phật Pháp thành một cái mối chung thành một cái từ chung cái này phải xài từ này nè chứ không xài được xài từ này thì lúc đây những cái bạn dịch sau 86 76 gì đó nó sẽ nó sẽ là một cái có những chữ có những danh từ riêng nên từ chuyên môn nó sẽ nó sẽ khác khác đi những bản dịch sau trước thời điểm 76 hoặc 86 Ở trường hợp thứ hai là cái ông dịch dịch sai ông dịch dịch sai rồi giáo lý ông yếu ông dịch sai ông dịch cái từ đó không 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 không, không sâu không thâm sâu không không đúng rồi thứ ba là do cái lần tái bản thứ a thứ b thứ hai thứ ba thứ tư là một là bản in bị lỗi nó sai hai là cái ông dịch ông cố tình ông thêm vô cái ông in á cái ông chủ giờ bí vị bỏ tiền ra bị in hai ngàn cuốn mà cầu tĩnh lặng đi rồi bí vị bắt tòa soạn người ta nó cái nhà in người ta phải bỏ vô cái đoạn này thì người ta bỏ thôi thì nó sẽ ra như vậy đây là ba cái vấn đề sai của, của, sai lầm cho dù vấn đề nào thì khi mà mình gành giáo lý rồi mình đọc vô cái là mình thấy vấn đề rồi mình trao vô tặng khỏi cần tra khỏi cần tra vô tiếng anh luôn nữa quý vị thấy quý vị móc kinh tạng ra là ngay chỗ sai liền cho nên cái vấn đề mà mình cần á là mình học giáo lý cho nó tương tất chứ không phải là vấn đề ở đây là sư kiếm chỗ nào sai cho chỉ cô tại vì sao nếu mà sai chỉ cô không biết chỗ nào sai tôi quên đọc qua lần bữa nay quên nè à. còn làm sao mình nữa là chỉ tay tận mặt được không được chỉ có cô đi học giáo lý cô sẽ không bị cô không bị uh, cái chuyện mà mình uh, mình 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 đọc sai mà mình không biết rồi cho nên tại mình hiểu nhiều rồi mình đọc sai mình không biết còn mình hiểu ít rồi mình đọc sai mình biết tôi đã từng nói rồi sư dạy hai em sao gì sư cố tình chưa nói sai trơn nửa tiếng đồng hồ mấy ổng nghe ok luôn ghi du tập chết y sẹo luôn lát sẽ kia xé đi cái này đã giờ tôi nói cố tình tôi nói sai để tôi thử nghiệm khi mà trình độ người ta cao quá mình mình mới mới tu mấy gì đó thì cái sai nó nói chung á khi mà mình mến mộ ngài anh trai quá mình được quyền mình được quyền là, là, là lấy sách của ngài để mình che coi mình coi nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải trang bị giống như bây giờ mình mến mộ ca sĩ đâu quá mình muốn ấy thì mình cũng phải trang bị cho mình là những cái tiền bạc để mình đi coi ca nhạc chứ mình mến mộ ông đó mà mình ở nhà mình coi tivi không thua đâu xứng đáng là fan năm mộ đó viết là sư giác nguyên đó, khi mà xuất bản à, cái mấy cái quyển sách đó và thậm chí là bây giờ ngài chánh à, thân khi mà ngài xuất bản những cái, cái những cái bản dịch á biết nó khổ ở cái chỗ là cái ông biên cái ông biên tập á rồi sửa theo ý của ông dựa theo cái kiến thức hiểu biết về giáo lý của ông mà xin nó nó chết ở cái chỗ ngài à, ngài giác nguyên ngài nói bực quá nghe nói bây giờ quý vị nghĩ coi bây giờ tôi nấu ăn mà người ta phải đầu tôi nấu khét người ta mới cho bán chứ còn nấu ngon là không cho bán sữa mà theo ý của họ là nó không còn nó banh chành cái giáo lý luôn mà trong khi đó họ, họ coi như cái cái người mà dốt thì họ đòi phải theo ý của họ đi. Ừ, cho nên là làm làm phước là các cái um, quý vị đi học giáo lý giùm sư. Ha. Uh, tiêu chuẩn của sư tiêu chuẩn của sư là cái gì? bây giờ ở um, trên cái trang uh, youtube của sư là có um, kinh tạng nè, trường bộ, ha, trung bộ, tương ưng, tăng chi. quý vị chọn một bộ nào đó, uh, quý vị theo nó từ đầu tới đuôi học có ghi chép, học xong một bộ sư tinh là quý vị sẽ dẫn giáo lý. À, còn không thì quý vị có thể học những cái những danh những cái danh sách phát khác mà quý vị nghe đó quý vị có ghi chép còn mà quý vị muốn cho nó mềm mại nó dễ hiểu nữa à, thì à, cái những cái buổi vấn đáp phật pháp ngắn này nè quý vị cũng ngồi, quý vị chịu khó nghe nghe có ghi chép thì tin CD, nghe hết cái bây giờ cũng hơn ngàn video rồi đó. nghe hết nghe từ từ là tự nhiên cái đầu mình đó, nó sẽ khác nha chứ còn bây giờ cái nền tảng mình nó hơi yếu thì mình mở ra một cái văn bản mình không biết người ta nói đúng hay nói sai đâu ừ. xin thêm hai phút <cười> <cười> nói với vị, quý vị học tới mức nào quý vị nhìn vô quý vị thấy vấn đề rồi quý ok đó Lúc đó quý vị ra trường rồi đó Có vị sư đó Già dạ lắm Lúc đó tôi nhớ năm đó là nó cũng 72 tuổi rồi, năm đó 72 với 3 rồi thì mới nói là xưa tôi già vậy rồi sao học tôi nói xưa cũng cần học xưa nghe, bắt pháp lên xưa nghe đi xưa giấc nguyên đó rồi xưa ba giác giới đó rồi Sư à, xưa cả buôn chánh là xưa nghe đi xưa nghe thầy sư thấy chỗ nào hay sư ghi lại rồi rảnh cầm cái cuốn tập đó xưa ghi đó rồi học thuộc Sư đọc hoài ông nghe bảy tám năm bây giờ ông ra trường rồi có nghĩa là sao bây giờ ai nói sai cái không biết liền ta già bém hai tuổi năm nay là bây giờ ông về quê luôn rồi tôi không biết ông chết chưa nó điên lệ không được đây nè bảy hai tuổi rồi người ta nghe pháp không ông không có cần phải là lấy cuốn sách ra đọc hay là học giáo lý luôn tức là ông cứ đè nghe đó, giáo lý hả bài này quý vị đừng có cái kiểu là gì ví dụ như bên nay sư anh tể thiết cái bài tên là tựa đề là à, gì đó a à, vậy à, đó cái gì nghe lần sau đừng có bao giờ gì. nghe nữa đi nghe rồi nghe trở lại khi nào quý vị nghe bài pháp đó rồi mà quý vị nghe trở lại quý vị còn hứng là ngày đó quý vị thành công là quý vị đang trên con đường thành công còn quý vị cứ nghe một bài nghe một bài nghe một bài nghe con lần làm sao nhớ quý vị nghe bài thứ nhất lần thứ nhất cái bài đó xong cái bài thuyết pháp xong hai ba bữa sau hay là thậm chí nghe lại lần nữa cũng được nữa tôi nghe bài kia pháp tôi nghe hoài nghe tới nghe luôn mới nhớ trừ khi có người nào gọi luôn dạng cao thủ vô lâm nghe lần nhớ thì thua tôi không nói nhưng nhất là những uh, chú những cô già có tuổi trên 60, năm mấy mà muốn không chết rồi, muốn không nhớ rồi thì phải cố gắng. Đừng có quan niệm rằng bài này tôi nghe rồi, chết. Mình phải nghe trở lại nữa. Nhưng cái lúc mình nghe trở lại đó mình hứng, còn hứng nghe đó là mình ok. Còn mình nghe trở lại mà mình nó nghe rồi là học không ra gì đâu quý vị. Còn á, nói thêm chỗ này, quý vị nghe pháp mà quý vị phải kéo cái hứng mình nghe pháp. Cái chứ đừng có lao sao có nghĩa là sao lao nhà quét sân cho con bú giặt đồ cũng bắt pháp lên rồi lo giặt không, không có nhớ gì đâu cũng tốt được chữ nào hay chữ đó nhưng mà thật chất quý vị không có nhớ nghe không nghe chứ nhưng mà cứ ảo tưởng xong bài pháp đó rồi <laughs> giặt đồ lét nhà làm công việc nhà trẻ củi bước nấu cơm xong cái quay quay chắc này sắc nọ sắc rau sắc cải sắc thịt Xo xào hồi cái hết bài pháp cũng ảo rằng mình qua bài pháp đó rồi nha xong tôi nghe rồi đó rồi đó đâu biết gì đâu nhớ gì chính như vậy á thậm chí mình ngồi ở không đây nè mình chú tâm mình nghe một bài pháp này có đoạn mình còn phóng vật mình không nhớ mình phải trả cho lại